Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong cái chương trình video unbox clip hộp bài Yu-Gi-Oh. Và ngày hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn hộp bài Dino Master Fury. Vâng, đây là một hộp của TCG cũng như là đang có mới trên thị trường hiện nay, chắc là cách mới nhất ạ. Cùng với đó là đi kèm là hộp Magina Rifter. Và các bạn, tôi sẽ làm một cái video sớm thôi sau cái video này. Để không các bạn không phải để các bạn đợi lâu thì tôi sẽ mở luôn. Vâng. Nếu như các bạn đã biết thì những cái dòng monster về khủng long, vâng, khủng long là những dòng monster được khá là yêu thích. Nó sau rồng, vâng. Tuy không phải là một cái dòng meta đã lâu rồi không được làm cái dòng meta trong nhiều năm, thì đến bây giờ thì cái dòng dinosaur thì đã đang trở thành một meta mới trong những cái format sắp tới. Tôi sẽ toang hoác cái hộp ra cho các bạn nhìn. Đằng sau hộp này thì gồm có 36 common card này, 2 ultra card, 3 super rare, 1 token và 1 beginner gui. Vâng, beginner gui thì đây rồi. Đó. Nhưng mà sắp tới chúng ta sẽ dùng cái quyển gui mới, gui mới cơ khi mà Link Monster được ra. Còn đã có nhìn thấy là cục bài gạc ở bên trong. Còn đây là deck list rồi game mat. Vâng. Hiện tại thì game mat này nó vẫn design được theo cái game mat cũ, Love Zone ở đây, Benelum Zone ở đây và Extra Zone ở đây. Rồi sắp tới chúng ta sẽ thay đổi thôi. Có thể là trong cái SD mới nhất sắp tới của TCG về Link Monster nó sẽ thay đổi. Bây giờ thì tôi sẽ mở hộp bài này một cách nhanh gọn và nhẹ đó. Vâng, bóc rất là dễ dàng. Vâng, hiện tại Shark Deck Dinosaur đang rất là hot hiện nay. Với quái thú promo ngay đầu tiên đó là Petiranodon. Đọc rất là khó vâng. Nhưng con quái thú này đang là cái thú rất là cute và được chơi X3 trong bộ bài meta sắp tới. Cũng đồng nghĩa việc là nếu bạn muốn những con bộ bài meta hoàn chỉnh, bộ bài rất là mạnh thì các bạn phải sử dụng đến 3 hộp SD như tôi vừa bóc thì các bạn sẽ được một deck rất là hoàn chỉnh. Đó. Tiếp theo là Ultimate Conductor Giano. Vâng, quái thú boss của khủng long với effect cực kỳ mạnh mẽ cũng như là sức tấn công gọi nó có thể nói là khá là hoàn hảo. Tấn công 3500. Đó, để chiêm ngưỡng. Tiếp theo đến là Oviraptor, vâng, quái thú level 4. Quái thú level 4 monster cũng rất là mạnh với effect lại khá là với effect S lên tay, cực kỳ mạnh luôn. Lost Gun. Đó. Survival End, vâng, những gạc các bạn nhìn thấy là Artwork về cái thời kỳ khủng long cực kỳ đẹp. Đó. Đây là quái thú nào monster với sức tấn công là 2000 thủ không, lại còn là dinosaur hệ nước. Điều này đồng nghĩa việc là nó hoàn toàn có thể ra được 3 sắc hoặc là ra được Lakza hay Donka với sức tấn công là 2000, có thể nói là hoàn hảo mạnh nhất trong đống khủng long non monster bây giờ. Tiếp theo thì là Saberosaurus, cũng là non monster thôi nhưng mà tuy nhiên sức tấn công của nó là 1900 thủ 500 hệ ớt, tuy cũng khá là mạnh nhưng mà làm sao bằng sánh bằng cái con khủng long này được. Đó. Ui, đến 20 Saberosaurus rồi lại Megalosmaster X. Vâng. Super Conductor Tiano. Super thôi chứ phải là Ultra. Còn rồi thì con lúc nãy tôi cho bạn xem đó chính là Ultimate chứ không phải Ultra. Vâng, là tối thượng. Bây giờ Ultimate Tyranno, vâng, đủ các thể loại khủng long từ bé cỡ nhỏ rồi đến khủng long cổ đại các kiểu, khủng long cổ dài, cổ ngắn các kiểu. Rồi Tyranno Infinity, vâng. Mother of Tyranno. Black Brachio, vâng, đây là trứng. Còn đây là một con khủng long khá là quen thuộc. Khi mà đối phương có thể sử dụng trực tiếp trên tay xuống. Đó. Cái con này khủng long này xuất hiện từ lâu rồi. Vâng, rồi trứng khủng long con dễ thương. Vâng, con này sắp tới chúng ta chơi 3 này. Vâng, con này trông rất là dị, trông giống bộ xương khủng long. Evil Swan Salamandra. Vâng, rất là nhiều những cả Chi Frost Chest. Rất là nhiều thể loại các khủng long rồi Skelesaurus, rồi xương khủng long. Vâng, tôi không hiểu tại sao trong deck khủng long lại có cả cái Skill Rabbit mà
mặc dù con này là con thỏ, nó chẳng liên quan gì đến thực thi của Long cho lắm. Vâng, so for Cidic, con này là để add một level 6 hoặc là lao dinosaur time monster từ rank lên tay, có nghĩa là add một lá bài khủng long từ 6 sao hoặc bé hơn từ trong rank lên tay. Con này chắc chắn là x3 rồi, một cạc add. Vâng, big evolution, vâng, tiến hóa, thuốc tiến hóa rất lớn luôn. Đây là like cực kỳ hot, Twin Teaser. Vâng, nghĩa là trong cái hộp này các bạn có thể có sở hữu chắc chắn là một Twin Teaser. Twin Teaser là một lá bài staple của nó, có thể nói là cực kỳ mạnh và cực kỳ hot hiện nay. Vâng, Courier from a different dimension. Vâng, gươm tối này, rồi painful decision này, sự lựa chọn đau khổ, rồi ăn expected die, những terraforming, toàn là những cái card mà rất là mạnh với những spell hay trap khá là tốt. Vâng, survival fixes. Vâng, vâng, những cái bài các bạn thấy Ozamachio. Vâng, có thể là sắp tới khi mà thời kỳ Link Monster ra thì Ozamachio gần như là có thể nói là cũng khó để có thể chơi được, khi mà người ta hoàn toàn có thể dùng những token của Ozama này để làm lên Link Monster Nightmare X-Fin. Vâng, còn này là TBU Monster Special 3 Nightmare X-Fin Token. Đó, với sức tấn công là công 2000, thủ 2000, 6 sao, Dark. Nhờ mỗi tội là ở bên trên sân đối phương hèn hơi vô lý. Vâng, Quaking Mirror Fog. Vâng, con này hiện tại có thể nói là Mirror Fog được sử dụng nhiều nhất hiện nay, với effect cực kỳ bá đạo, đó là khi đối phương đi clear tấn công, đi clear attack, hô tấn công đó, thì chúng ta làm cho quái, toàn bộ quái của đối phương chuyển về tư thế fake down defense và không được chuyển, đối phương không được ngửa mặt nó lên hay là không được thay đổi tư thế tấn công của nó. Con này cực kỳ là bá đạo, cực kỳ mạnh luôn. Giá của nó từng là rất là đắt, mà hiện tại thì được reprint trong cái Shaker deck khủng long này. Các bạn thấy đấy, là mua một deck Strat deck khủng long này là chỉ có đi từ lời đến lời thôi, không có tí lỗ nào cả. Vâng, Grand Horn of Heaven. Vâng, sừng thiên đường, Secret Plus. Và cuối cùng là Zurek Token Token, nghĩa là con token. Lá bài này được dùng để làm token thay thế cho bất cứ lá bài nào. Đó, như vậy là tôi đã review xong cái hộp Strat deck. Vâng, khủng long. Các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye.